vừa tìm được một cái quán khá là hay ho để ngồi uống cà phê và làm việc á, thì mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn liền. Ai biết là cà phê pha như vậy là pha kiểu gì không ha, chỉ cho mình với, tại vì mình nhìn rất là lạ và rất là thích nhưng mà cũng không biết. Cà phê này nằm ở trong tòa nhà 33 Lê Duẩn nha, các bạn phải vô trong mới thấy, tại vì nhìn ở ngoài thì hơi khó. Quán thì có rất là đa dạng các loại thức uống. Mình rất là tò mò cái món cà phê trứng cho nên là đã gọi ra thử. Món này thì 85k nha các bạn. Và để tính tiền thì nhìn quầy bánh cũng khá hấp dẫn cho nên mình kêu thử một cái bánh donut luôn. Mình thì nó kêu thử một cái trà trái cây gì đó mình quên rồi, nhưng mà nó khen là đồ uống ở đây rất là ngon. Cà phê trứng ở đây nó hơi nhỏ so với lại cái tưởng tượng của mình. Mình thì tưởng tượng là một cái ly 85k thì nó sẽ hoành tráng lắm, nhưng mà không, thì nó là cũng nhỏ như vậy đây. Cái điểm trừ nữa của cái ly này là phần ở dưới thì nó ấm và phần ở trên thì nó hơi lạnh. Thường là tất cả các cái loại cà phê trứng mình uống là từ trên xuống dưới đều phải ấm ấm, nó nóng nóng nó mới ngon. Bù lại cà phê rất là tuyệt vời, còn bánh thì rất là mềm mịn và thơm. Mặc dù giá khá là cao nhưng mà mình cũng rất là hài lòng, bởi vì cà phê đây rất là ngon, các bạn nên thử nha.